Các em ơi, mỗi ngày là một cuộc chiến đua xe thần tốc vô cùng hấp dẫn luôn, phải không nào? Chính vì vậy mà em đã sở hữu những thần xe thật là ngầu. Xe có thể biến đổi mô hình và lướt đi trong các địa hình khác nhau, cực kỳ thích thú luôn. Anh cũng có chứ bộ. Chút xíu nữa anh em mình sẽ thách đấu tiếp nha. Trở lại với tập phim ngày hôm nay, có một cuộc đua đã quy tụ rất nhiều tay đua cừ khôi. Toàn là các anh tài không đó nha. Người chiến thắng trong giải đấu lần này sẽ được tăng lên 5 bậc cộng với 1.500 điểm đó nha. Giải thưởng cao gấp mấy lần ngày thường đó. Hàng kỳ hôm nay là nhộn nhịp như vậy. Nhưng theo anh được biết á, chỉ có 2 đội được chọn để thi đấu mà thôi. Vậy thì làm sao để trở thành đội được chọn đây ta? Thế là cuộc thi chắc là khó khăn lắm đây. Muốn biết khó hay dễ, chúng ta hãy cùng xem phim nha. Bộ phim Thần xe đại chiến. Tập phim Đường đua hầm không gian. Luôn đi nào. Thành công rồi. Chúc mừng chiến thắng. Đây chính là giải đua thần xe đại chiến. Thiên thần Tinh Tú thắng cuộc được nâng cấp lên thêm một bậc, đạt 300 điểm tích lũy. Chúc mừng nha. À đúng rồi đúng rồi. Thiệt là ngại quá. Còn chuyện này nữa tôi quên nói với các cậu. Lên nào. Chúc mừng chiến thắng. Thắng rồi. Đây chính là giải đua thần xe đại chiến. Phi Long thần tốc đã được tăng thêm một bậc, đạt 300 điểm tích lũy. Chúc mừng ngàn. Sếp Trúc mở quên mất tiêu. Con chuyện này cần báo cho hai cậu biết. Hả? Báo chúng tôi biết. Con tim đang sụp sôi, ước mơ bước lên đỉnh cao, đại chiến thắng. Sẽ qua bao rừng sâu, núi cao, nắng mưa xuyên ngày đêm, đâu có chi. Vạn vật xung quanh đời này đã mơ ảo, như hoa tiên sẽ bay đi trên đường. Giấc mơ không đổi, vững vô lăng nào, nhân ga không dừng bước. Tiến lên lại vinh quang. Bay, khi con tim ta đang sụp sôi, máu chảy quần quật trong trái tim. Vượt qua nỗi sợ hãi ẩn sâu, đạt được mục tiêu cuối bay. Khi quanh ta đây anh em, luôn cùng liên kề vai với nhau, luôn luôn trong tim dòng máu sôi, không quan ngại gì gian khó, tiến lên nào cùng bước lên đại chiến thắng cùng anh em. Thần xe đại chiến tập 4, đua đường hầm không gian. Ăn hết nổi rồi. Đây chính là giải đua thần xe đại chiến. Chuyện gì vậy? Nghe nè, tôi sắp nói ra một tin mật. Cuộc đua xe 3 chiều hôm nay sẽ chính thức bắt đầu rồi đó. Và đường đua đặc biệt này sẽ diễn ra trong đường hầm không gian. Ủa? Nếu cậu được thắng trong cuộc đua thì sẽ lập tức đạt điểm cao gấp 5 lần và được thắng thêm 5 bậc. Có thật không vậy? Đây chính là cơ hội tốt nhất để được nâng cấp đó. Chúng ta xếp hạng mấy vậy? Để mình ra thử coi anh bạn. Nghi thức mở màn của đường đua 3 chiều hôm nay sẽ được tổ chức ở trung tâm thành phố. Hả? Sao Aaron lại xếp trước chúng ta vậy? Cả anh em Kham và Beira cũng vượt chúng ta rồi. Sao lại có thể như vậy chứ?
Được rồi, các tay đua muốn thách thức đường đua 3 chiều, hãy lập tức tập trung ở trung tâm thành phố đi. Chúng ta đi thôi, anh bạn. Đừng bắt chước mình chứ, anh bạn. Mấy người này toàn là mấy tay đua đó. Ờ, hình như Aro nó bên kia kìa. Hai, chào mọi người. Cũng nhiều tay đua tham gia thiệt đó. Có điều là người giỏi nhất vẫn là mình mà thôi. Kể từ lúc bắt đầu, chúng ta đã xếp hạng nhất. Và đó là sự thật không bao giờ thay đổi. Hai anh em đó cũng tới rồi. Đúng là hai tên gây rắc rối mà. Cũng tại hai cậu lề mề quá đó nên tới trễ rồi đó, thấy chưa? Nhưng mà cũng vì cô Marisa đội chúng tôi đi đường tắt nên chúng ta mới bị lạc đường đó mà. Im đi. Chào đội năng động, dạo này vẫn khỏe chứ? Phu đi đại nhân, ông đi nghỉ mát về rồi sao? Vừa về thôi. Sao ông không nói chúng tôi biết để chúng tôi đi đón ông mới phải? Không cần đâu. Thời gian để các ngươi đón ta, thà để các ngươi thắng vài cuộc đua còn hơn. Lúc nãy ta vừa coi bảng xếp hạng, đúng là hơi bị sốc. Ta cứ tưởng trong lúc ta đi nghỉ mát, các ngươi đã được lên hạng rồi chứ. Vậy mà không ngờ. Tôi xin lỗi. Nhưng mà không sao. Nếu bản thân của các ngươi cho rằng như vậy cũng không sao thì ta cũng không cần nói nhiều nữa. Làm gì có, chúng tôi tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Cô Marisa, im đi. Ngươi nói như vậy thì ta yên tâm rồi, tiếp tục cố gắng để được lên hạng đi nào. Tạm biệt. Không phải chứ, từ trước tới nay chúng ta chưa từng thấy diện mạo của Fury đại nhân ra sao mà. Có thể khiến cô Marisa sợ chết khiếp như vậy, chắc nhìn ông ấy đáng sợ lắm đây rồi. Hãy các tay đua tuyển thủ, các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ tôi sẽ nói rõ nguyên tắc trong trận đua lần này. Xe đua được tham gia cuộc đua 3 chiều trong đường hầm không gian chỉ có 2 chiếc. Lần lượt là chiếc của tay đua đoạt được chìa khóa mở cửa đường hầm không gian và do chính tay đua đó chọn. Chìa khóa cửa hầm không gian hả? Chìa khóa của đường hầm không gian giấu đâu đó trong thành phố, nhưng hình dạng của nó hoàn toàn không giống với chìa khóa thông thường nha. Mình nghe mà chẳng hiểu gì cả. Gợi ý là nó màu đỏ và khá dễ thương. Căn cứ vào gợi ý đó mà bao tìm lẻ lẻ đi. Chuẩn bị bắt đầu. Cậu nghe đây, lần này mình sẽ là người đầu tiên lấy được chìa khóa. Mình cũng không để thua đâu. Gặp lại sau. Truy tìm kho báu, phiêu lưu nào. Nè, cẩn thận đó, có chân té. Nữa rồi. Chỉ cho người ta gợi ý nó màu đỏ và dễ thương, chỉ nhiêu đó làm sao mà tìm đây anh bạn? Tóm lại, mục tiêu nào có vẻ hợp với gợi ý thì lo tìm trước đã. Xe đua kiểu gì mà lạ quá trời kìa. Cửa ơi, mở đi nào. Cửa ơi, mở đi nào. Cửa ơi, mở đi nào. Có vẻ cũng khó lắm mà anh bạn. Mình cũng thấy. Cửa ơi, mở đi nào. Anh ta rơi mất tiêu rồi anh bạn. Đúng rồi. Có vài thứ sẽ khiến các bạn rơi vào cảm bẫy vô hình. Các vị nhớ cẩn thận, đừng để bị loại khỏi cuộc đua sớm nha. Nói vậy là mỗi lần thử chìa khóa là có thể rơi vào cạm bẫy, sẽ bị loại hả? Có vẻ khó tìm rồi anh bạn à. Cậu thanh niên đằng kia ơi. Bà gọi chúng tôi hả? Nơi con bướm màu đỏ hả? Có ảnh đẹp đây, cậu muốn mua hay không? Là ảnh đẹp của người ta đó. Không mua. Rõ ràng đó là một cạm bẫy mà. Tốt nhất là tránh xa bà ấy đi anh bạn. Đợi đã, cô gái ở đằng trước ơi. Bây giờ cô có đang thấy hạnh phúc không? Cái gì? Chắc chắn rồi. Có màu đỏ và dễ thương.
cô chính là người mà tôi tìm nãy giờ. Nào, cùng đi với tôi mở cửa. Nào. Ây da. Anh hai, anh vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao? Nhìn cô gái này, ha, có cái gì mà dễ thương chứ? Cô nói cái gì? Tao là quá đáng mà. Thứ có màu đỏ dễ thương đó em đã tìm thấy rồi nè. Tần tần dễ thương thiệt. Chú mèo con này chắc chắn là chìa khóa, không sai được. Mèo. Mèo. Ơi, có rồi con Marisa à, vừa màu đỏ vừa dễ thương nữa. Ủa, người nói đó là chìa khóa cửa sao? Vậy ngươi nhấc nó lên cho ta coi đi. Dạ được. Anh ta nhấc nó thiệt kìa. Mặc kệ hắn, đi thôi. Đã con Marisa. Vậy cuối cùng thì con Marisa có dự tính gì không vậy? Chúng ta đã hứa với Fury đại nhân phải mong chúng tham gia cuộc thi để được nâng cấp hạng mà. Vậy mà bây giờ, ngay cả chìa khóa hình dạng ra sao chúng ta cũng không biết. Chúng ta không cần phải tìm cho được chìa khóa đâu. À, làm sao vậy? Không nghe thấy sao? Còn cấu trúc ngu ngốc của giải đua thần xe đại chiến đã nói có bao nhiêu chiếc được tham gia cuộc thi ngươi nhớ không? Hình như là 2 chiếc à. 2 chiếc đó là của ai và của ai hả? Chuyện này thì... Lần lượt là chiếc của tay đua đạt được chìa khóa mở cửa đường hầm không gian và do chính tay đua đó chọn. Lẽ nào là... Chúng ta chỉ cần nghĩ cách để tay đua đoạt được chìa khóa cửa chọn xe của chúng ta để đua với hắn là được rồi mà. Chiêu này của Medisa đúng là hay quá. Để ra tôi mới phải là người động não lo nghĩ kế, vậy mà lại khiến cho cô Medisa phải nghĩ thay tôi. Phu đi đại nhân đúng là khủng khiếp thiệt đó. Gì vậy? Dớ. Cái thứ nhìn dễ thương đó có lẽ là cái này. Không thì là anh này. Yeah. Khiếu thẩm mỹ của em đúng là tệ thật mà. Tha cho anh đi. Hả? Nhìn kìa. Là chuyện gì vậy anh bạn? Anh chàng kia là bày trò gì vậy? Hình như đang đặt bẫy gì đó phải không? Mèo. Mèo. Hả? Cơ hội tới rồi. Mèo. Thành công rồi. Mèo. Tìm thấy chìa khóa. Cửa ơi, mở đi nào. Cậu ấy đi gài bẫy. Rốt cuộc lại để rơi vào bẫy. Cửa ơi mở ra nào. Cửa ơi mở ra đi nào. Cửa ơi cửa mở ra đi nào. Làm sao đây? Đúng rồi. Khó quá. Bỏ những thứ màu đỏ dễ thương đều đã tìm hết rồi. Rốt cuộc thì nó nằm ở đâu chứ? Bao nhiêu người như vậy mà chẳng ai tìm được hết. Đúng là một lũ vô tích sự mà. Hay là chúng ta mau đi tìm đi. Chúng ta chỉ cần để được chọn là được rồi. Đây chính là kế hoạch của cô Medisa đó. Rốt cuộc thì chìa khóa đó giấu ở đâu chứ? Những thứ có màu đỏ và dễ thương đều đã tìm hết rồi mà. Chắc chúng ta đã bỏ sót đâu đó rồi anh bạn. Anh bạn nhỏ, cậu có muốn mua ảnh hay không? Không mua. Bây giờ chỉ còn sót lại bà già kia thôi. Tìm thấy rồi nè. Bà ấy đúng là cực kỳ dễ thương đáng yêu. Bình tĩnh đi em gái Mira. Cửa mở ra đi nào. Lần này coi như tiêu rồi, gặp sau nha em gái. Đúng như mình nghĩ, bà ấy là một cặm bẫy mà. Ê, nhìn kìa Rockin. Hả? Nhìn cái nào? Mấy tấm ảnh trong tay bà ta kìa. Hả? Đây là ảnh đẹp của người ta mà. Đúng rồi, lẽ nào là... Đi thôi anh bạn. Hả? Bà ơi bà, bán cho con mấy bức ảnh đi, con mua hết.
chàng trai trẻ cậu muốn mua sao? Dạ đúng vậy, đúng vậy. Ê, thật vậy hả? Thật bà, thật bà. Vậy thì tôi tặng cho cậu đó. Đây, đây là có màu đỏ và dễ thương. Là bức ảnh của bà lão lúc còn trẻ. Ê, chính là nó rồi anh bạn. Cửa ơi, mở ra nào. Mở được cánh cửa rồi. Chàng trai trẻ giành được quyền dự thi trong giải đua thần xe đại chiến là đội đốc Kiến và Pedro. Chúc mừng nha. Chúc mừng, chúc mừng. Hey, được rồi đốc Kiến, hãy chọn đối thủ của cậu đi nào. Aaron và Beira đều bị lỗi rồi. Được rồi cô Marisa, đã tới lúc dùng kế bí mật của cô để chúng ta được chọn rồi đó. Hãy coi đây. Là cái bí mật gì vậy hả? Thì tôi cũng có biết đâu. Nè, Rockin. Là đội rắn độc. Cậu làm ơn, hãy chọn chúng tôi đi mà. Không ngờ Fury đại nhân đáng sợ tới mức Marisa phải làm chuyện như vậy. Hi, chào mọi người. Tôi đợi từ nãy tới giờ. Xin chào mừng ngài Rockin và Perot. Chào mừng các vị trong đội rắn độc. Lần này chú cũng tài trợ làm nâng cấp mô đun xe phải không? Không sai, ở đâu có người đua xe, vậy thì ở đó có chúng tôi. Nhưng trong những giờ khắc mấu chốt, lại không thấy các ông đâu hết trơn á. Ê, chuyện này mà sao đây, trước khi đua, cậu có cần nâng cấp mô đun xe không vậy? Nâng cấp mô đun? Đúng, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều mô đun, chọn tùy ý. Hãy chọn bộ nào phù hợp với xe đua của cậu nhất, đừng bỏ qua cơ hội này nha. Vậy thì, tôi chọn mô đun động cơ. Họ muốn dùng động cơ mạnh nhất để dẫn đầu cuộc thi sao? Vậy thì tụi mình sẽ chọn mô đun nào ít tiêu tốn năng lượng nhất. Quả thần lốc xoáy, băng thần lạnh giá, chế độ vũ bánh ba chiều. Các cậu phải chạy quanh đường đua 3 vòng, người nào tới được đích trước thì sẽ thắng. 3 vòng. Mua đôi động cơ đi, lẹ lên. Dạ, thưa cô Marisa. Chờ chung rớt lại phía sau nào. Như vậy là sẽ đánh bại chúng. Hả? Cái gì vậy? Mấy người đó đuôi nghiêm túc đúng là lợi hại thật nha. Nè bây giờ không phải lúc để khâm phục đâu. Chúng ta mau đổi mô đun đi. Không, vẫn chưa được. Mô đun năng lượng này có thể làm gia tăng tiêu hao năng lượng, sẽ lập tức gia tăng tốc độ, nhưng việc đó sẽ không kéo dài được lâu. Còn không, động cơ sẽ bị hư hỏng đó. Nên chọn thời cơ sử dụng nó rất quan trọng. Mô đun động cơ sẽ tiêu hao năng lượng khá nhiều. Tuy họ muốn mau chóng về đích trước, nhưng với tốc độ như bây giờ, trước khi chạy xong vòng 3 thì họ đã hết năng lượng rồi. Lúc đó chúng ta sẽ chớp lấy cơ hội. Nói hay lắm, mình chỉ muốn kiểm tra cậu thử thôi anh bạn à. Định gỡ quê hả? Chúng ta sắp hết năng lượng rồi. Chút nữa thôi, chút nữa thôi thì chúng ta sẽ chạm đích rồi mà.
Tốc độ của họ bắt đầu chậm lại rồi đó anh bạn à. Chính là lúc này. Làm ơn lẹ lên giùm mình đi. Chúng ta sắp đuổi kịp rồi, mau tăng tốc đi. Không được, có đủ năng lượng đâu mà tăng tốc chứ. Bạn đã chiến thắng. Yeah. Thành công rồi, vượt họ rồi anh bạn. Quả thần lốc xoáy đã thắng cuộc thi quá đẹp. Tặng thêm 5 bậc, đạt được 1.500 điểm. Quá thơ, chúc mừng hai cậu nha. Yeah, tuyệt quá đi. Bạn đã thua. Không ngờ bà lại gần tới đất thì hết năng lượng. Sao lại có thể chứ? Lại mất điểm tích lũy rồi sao? Các ngươi có sao không vậy? Đúng là Fury đại nhân nắm bắt thông tin nhanh thiệt. Trước khi nói chuyện đó, chắc ngươi còn gì để nói với ta phải không? Tôi thật sự xin lỗi. Bỏ đi, cũng không thể trách các ngươi được. Lần sau nhớ cố gắng hơn. Các người đã vất vả rồi. Hả? Đúng vậy. Có món quà nhỏ để tặng cho các người đây. Hả? Hả? Rốt cuộc cái này là nó chớp chớp lé lé còn phát ra tiếng nữa. Hả? Trúc Kim, lần sau chúng ta sẽ không để thua ngươi đâu. Tim ta đang sục sôi, máu chảy quần quật trong trái tim. Vượt qua nỗi sợ hãi ẩn sâu, đạt được mục tiêu cuối bay. Khi quanh ta đây anh em, luôn cùng liên kề vai với nhau. Luôn luôn trong tim dòng máu sôi, không quan ngại gì gian khó, tiến lên nào cùng bước lên đại chiến. Trời ơi, tưởng đâu Merisa có chiêu gì dụ Rockin chọn mình tham gia thi đấu chứ ai nghe quỳ xuống năn nỉ bất ngờ. Đúng là cười mỏi miệng luôn. Dù sao thì cũng chúc mừng Hỏa Thần Lốc Xoáy đã giành chiến thắng ở giây cuối cùng. Để có được điều đó cũng nhờ vào khả năng tính toán rất kỹ của Rockin. Merisa thay đổi động cơ với tốc độ nhanh hơn nhưng lại khiến xe hao xăng hơn và dẫn đến tết xăng vào phút cuối. Trong khi đó thì Rockin chọn động cơ ít tiêu tốn năng lượng nhất cho lần thi này. Vậy nghĩa là các xe đua của chúng ta có thể thay đổi động cơ hoặc là thay đổi các bộ phận khác nhau phù hợp với chiến thuật thi đấu của mỗi người. Thật là tuyệt vời phải không các bạn? Thay đổi động cơ để tùy vào địa hình, tùy đối thủ mà thi đấu tốt hơn đúng không nào? Bây giờ thì đến giờ anh em chúng ta thi đấu rồi bạn ơi. Thần xe đại chiến. Nè. Yeah.